Lời Chúa theo Thánh Marco, chương 3 từ câu 7 đến câu 12. Chúa Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người, và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ Idu-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Sidon. Người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ Người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sắp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai. Quý vị và các bạn thân mến, dân ngày xưa lũ lượt đến với Chúa. Thánh Luca liệt kê 7 nhóm dân cư của các vùng lớn, gồm cả vùng đất của dân ngoại. Họ đến cách đông đảo như thế, chắc hẳn Chúa Giêsu phải là một người có sức hút mãnh liệt, một sự hấp dẫn tuyệt vời. Thánh Luca cho biết thêm, lý do người ta tìm đến với Chúa là để được hưởng phép lạ, hoặc chữa lành bệnh tật, hoặc để tò mò xem phép lạ mà thôi. Niềm tin của họ quả thật còn hời hợt, sự gắn bó của họ với Chúa cũng còn nông cạn. Nhưng Chúa vẫn chăm trước cho họ. Chúa quý trọng một niềm tin đang bắt đầu chớm nở như thế. Và để thưởng cho sự thiện chí tin cậy của họ, Chúa ra tay chữa lành. Gặp gỡ Chúa, đụng chạm đến Người đã là một niềm vui thỏa cho linh hồn. Nhưng Chúa Giêsu còn hứa ban một ơn khác vượt xa ơn huệ đó. Đó là ơn hiểu biết về chính Người. Người dành ơn đó cho những ai hết lòng yêu mến và tuân giữ lời Người. Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Trong những cuộc tâm giao của những giờ cầu nguyện, Chúa Giêsu sẽ thực hiện điều đó. Chúa biết bạn, và bạn biết Chúa sẽ làm cho tình yêu đôi bên càng thêm bền vững. Nói cách khác, tình yêu càng được đặt trên nền tảng sự hiểu biết lẫn nhau thì càng thêm keo sơn bền chặt. Kitô hữu phải đạt được đến mức độ yêu thương đó với Chúa của mình. Nếu không đạt đến mức độ đó, nghĩa là không có một sự yêu thương gắn bó nào với Thiên Chúa. Không có gì ràng buộc với Ngài, thì khi sóng gió cuộc đời xảy đến với bạn, sẽ dễ dàng lìa bỏ Ngài. Bởi lẽ, bạn có thể tự hỏi, việc gì tôi phải trung thành với một Thiên Chúa mà tôi không cảm thấy hấp dẫn? Nhưng nếu như thế, thì quả là đại họa cho phần rỗi đời đời của bạn. Vì bỏ Chúa thì búa bổ đầu. Nguyên nhân của những điều ấy cũng tại bạn không cầu nguyện cho ra hồn. Trái lại, nếu bạn hết lòng khao khát gặp gỡ Thiên Chúa và lấy cả tâm hồn mà cầu nguyện, thì bạn sẽ được gặp gỡ và sẽ khám phá ra rằng Ngài vô cùng hấp dẫn, đáng yêu, đáng quý. Và Chúa Giêsu, Người không nỡ từ chối ban mọi ơn lành cho kẻ biết tôn kính và yêu thương Người bằng cả con tim. Lạy Chúa, xin cho con luôn cảm được niềm vui khi cầu nguyện, và xin đốt lên ngọn lửa yêu thương trong trái tim con, để con đừng bao giờ lìa xa Chúa, nhưng vẫn trung kiên đến cùng, nhất là những lúc cuộc đời con ngập tràn bóng tối. Amen.